có một cao nguyên đặc biệt đến nỗi mà tạo hóa chỉ ban tặng một món quà duy nhất là đá. Và cũng có lẽ chỉ ở nơi ấy, người ta mới có thể thấy được sự hùng vĩ và sự khắc nghiệt để sinh tồn trên đá. Ở đó, đá là một người bạn gần gũi nhất nhưng cũng hà khắc nhất với con người. Sống trên những triền núi đá, cây cỏ và con người cũng phải vươn lên để thích nghi cùng với đá. Chính sự gian nan vất vả đã khiến những con người sinh sống ở nơi đây có được một sức sống phi thường và khả năng chinh phục thiên nhiên vô hạn. Họ, những người con Lô Lô ở Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, được ví như những mầm sống mãnh liệt tồn tại trên cao nguyên đá Đồng Văn. Dân tộc Lô Lô cư trú chủ yếu ở các tỉnh vùng cao như Hà Giang, Cao Bằng với khoảng 3.000 người. Ở Hà Giang, dân tộc Lô Lô sống rải rác thành bản làng ở lưng chừng núi, gần các nguồn nước thuộc hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Trưởng thôn Sình Dì Gai sinh ra và lớn lên ở bản Lô Lô Trải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Là một người có kiến thức sâu rộng về văn hóa Lô Lô, nhiều năm liền, anh tham gia tích cực vào việc bảo tồn văn hóa tại địa phương. Tuổi thơ của anh gắn liền với đá và núi, là những ngày nhọc nhằn biến tài nguyên đá trở thành nguồn sống. Anh Gai cho biết, người Lô Lô ở nơi đây rất trân trọng đá, bởi chính từ những ngọn núi đá tai mẻo ấy đã tôi luyện cho họ nghị lực sống kiên cường như ngày nay. Thì Lô Lô là đá sinh sống, là đá có Lô Lô thì đá có đá rồi. Thì trên này là dân tộc và đá thì là gần gũi nhau. Vâng, thì tại sao trên này là rất là đá rất là quý, thì là khi dân mà dù chết cũng là trô vào trong đá, mà sống cũng là trên nằm trong đá. Trên đá thì là gần gũi với dân tộc của trên này. Thì Lô Lô là ở đây là trên 600 năm rồi. Thì đá thì rất là có lợi cho dân thế này. Là cái thứ nhất là mình là nhà sai móng cũng lấy đá, mà cái sai mồ mả cũng lấy đá, mà sai từ dầu xong qua nhà cũng lấy đá. Lô Lô Trải là nơi sinh sống của 96 nóc nhà với khoảng gần 500 nhân khẩu. Tất cả những ngôi nhà của người Lô Lô đều quay lưng vào sườn núi và nhìn ra thung lũng thoáng rộng. Theo sự giới thiệu của anh Gai, chúng tôi được biết nhà của người Lô Lô được xây dựng khá chắc chắn và thường có hai loại nhà: nhà sàn và nhà chỉnh tường. Do đặc thù sinh sống ở nơi vùng cao, quanh năm khí hậu khắc nghiệt, cho nên những ngôi nhà ở thôn Lô Lô Trải đều là nhà chỉnh tường, lợp ngói âm dương. Nhà chỉnh tường có đặc tính mát vào mùa hè và mùa đông thì lại rất ấm. Cho nên nhà chỉnh tường của người Lô Lô còn có tên gọi là nhà hai mùa, phù hợp với điều kiện sống của bà con vùng cao. Để làm được những ngôi nhà hoàn chỉnh, nhiều khi phải san hết cả một quả đồi thì mới đủ đất để làm chỉnh tường. Những ngôi nhà chỉnh tường của đồng bào Lô Lô không chỉ mang lại nét đẹp cho vùng cao nguyên vốn chỉ có đá núi chập trùng, mà còn thể hiện kỹ thuật làm nhà đơn giản nhưng lại không kém phần tinh xảo. Người Lô Lô ở Lũng Cú đặc biệt biết tận dụng nguồn tài nguyên đá mà tạo hóa ban cho để xây dựng nhà. Họ thường làm móng nhà bằng những tảng đá lớn để tạo độ vững chắc. Ngoài ra, đá còn được bà con tận dụng để làm hàng rào. Ở Lũng Cú Đồng Văn này, trong từng ngôi nhà, đá sống chung với người, với cây cỏ, hoa lá và gia súc.
đá làm hàng rào để bảo vệ tài sản và để chống lại ma quỷ theo phong tục của người Lô Lô. Hàng rào đá trở thành một điểm nhấn không thể thiếu trong không gian văn hóa của người Lô Lô. Những người mà sinh ra, lớn lên được bao bọc, chở che bởi đá. Ở đây, trẻ con lên 10 đã được cha, ông dạy cho cách làm hàng rào đá. Như ông Dìu Dì Sang đã sống hơn 60 năm ở vùng núi đá này. Cụ nội dạy ông và giờ ông lại truyền dạy lại cho người con út. Mất lắm công phu để dựng hàng rào, cứ góp nhặt đá, có khi cả năm trời mới xong công việc. Kinh nghiệm là lựa chọn những viên đá phù hợp, có góc cạnh, rồi xếp lại với nhau theo bí quyết riêng để chúng bám víu chắc chắn, vững chãi qua bao mùa nắng mưa nơi cao nguyên đá khắc nghiệt này. Để rồi sự tồn tại bền bỉ ấy trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc của họ từ lúc nào không ai hay biết. Hàng rào đá đẹp nhất vào mùa xuân khi các loài hoa đua nhau khoe sắc. Từng làm cán bộ, đã đi nhiều, hiểu nhiều, ông Sang dặn cháu, con phải gìn giữ hàng rào đá. Cũng như những giá trị văn hóa của người Lô Lô sẽ là vốn quý khi Đồng Văn, Hà Giang đang khai thác tài nguyên đá để đi lên. Đá hiện hữu trong đời sống ở Đồng Văn và trên cao nguyên Hà Giang. Con người sống trên đá, dựa vào đá để sinh tồn. Đá trở thành kỳ quan, đá nuôi sống con người. Do địa hình canh tác đặc biệt khắc nghiệt, người Lô Lô và các dân tộc nơi đây đã sáng tạo ra tri thức thổ canh trên hốc đá. Bà con tạo ra những mảnh nương đá xen với đất. Cái cày, cái cuốc cũng đặc biệt để chịu được lực khi va đập vào với đá. Những chỗ nhiều đá thường được kè thành những hốc kín, được gùi thêm đất đổ vào và mỗi hốc thường chỉ trồng được 1 đến 2 cây ngô. Sống ở vùng núi cao, ngô là loại cây lương thực chính của người Lô Lô. Ngô được gieo trồng khắp mọi nơi, xung quanh nhà và trên các hốc núi đá. Có sinh sống ở đây mới thấy được sự khó khăn và ý chí kiên cường của bà con. Con người đã phải đổ ra biết bao nhiêu sức lực, mồ hôi, nước mắt và bao tính toán, lo toan. Ở những khu đất bằng phẳng ít đá núi thì công việc cày bừa, gieo trồng đỡ vất vả hơn. Nhưng con người ở đây vẫn miệt mài, chăm chỉ sớm hôm làm chủ núi, đưa sự sống gieo lên từ hốc đá. Hơn 80% địa hình là đá, vậy mà ngô cứ lên xanh tốt, nuôi dưỡng và cùng con người vượt qua năm tháng khó khăn. Ngô làm chất đốt, ngô là thức ăn, ngô dùng để nấu rượu sưởi ấm những đêm đông bút giá. Chắc hẳn với bất kỳ ai từng đặt chân đến nơi địa đầu tổ quốc, cột cờ lũng cú đều đã từng thử nhâm nhi ít nhất một lần men rượu ngô thơm nồng do người Lô Lô chưng cất. Nhà chị Vàng Thị Bay mỗi năm thu hoạch khoảng 5 tạ ngô. Ngoài dùng để xay mèn mén, nuôi gia súc, còn lại chị Bay dùng để nấu rượu, bán, tăng thêm thu nhập cho gia đình. Với người Lô Lô, nấu rượu là nghề truyền thống đã có từ lâu đời. Và ở Lô Lô Chải, đa số nhà nào cũng biết nấu và trữ rượu trong nhà. Người Lô Lô nấu rượu ngô cũng tuân thủ theo công thức truyền thống và phải rất kỹ lưỡng. Ngô phải chọn bắp to, hạt đều, phơi qua nhiều nắng, thì khi nấu lên rượu mới thơm. Nước dùng để nấu rượu phải là nước tinh khiết như nước khoáng từ đầu nguồn chảy về qua nhiều khe núi đá tai mèo. Ngô sau khi phơi đủ nắng mới đem nấu ở nhiệt độ vừa phải
để ngô chín đều mà không bị nở bung. Sau đó ngô sẽ được đem ủ men trong vòng 30 ngày. Rượu ngô men lá của người Lô Lô càng để lâu uống càng ngon, mang đậm mùi thơm của ngô mà lại có hương vị của cao nguyên đá Đồng Văn. Đối với người Lô Lô, khi khách đến nhà thì không phải chén trà là đầu câu chuyện như ở miền xuôi, mà đó là chén rượu nguyên giản dị, uống vào đã thấy ngọt nơi đầu lưỡi. Có lẽ đó là vị ngọt của ngô nếp trên núi đá và là thành quả lao động của những người con quanh năm chịu thiệt thòi nhưng vẫn vươn lên bằng ý chí sắt đá. Rượu ngon cứ thế ngấm dần theo câu chuyện làm ăn. Khi bà con gặp gỡ nhau trong các nếp nhà và ở các phiên chợ cuối tuần. Sau khi được chứng kiến quy trình làm rượu ngô, chúng tôi tiếp tục theo chân trưởng thôn Sình Dì Gai để tìm hiểu thêm về văn hóa Lô Lô ở thôn Lô Lô Trải. Anh Gai cho biết đây là trò chơi đá lợn. Trò chơi này phổ biến với hầu hết nam giới ở Lô Lô Chải. Đá lợn là trò chơi mô phỏng lại quá trình đi săn lợn rừng của người Lô Lô từ ngày xưa. Thế rồi người Lô Lô mới nghĩ ra hình tượng các động tác săn bắn lợn rừng để sáng tạo ra trò chơi đá lợn. Luật chơi của đá lợn là một người sẽ đóng vai làm lợn cho mọi người cùng bắt. Người làm lợn sẽ phải ngồi và lấy chân đá vào người chơi. Chỉ được đá tầm thấp, chứ không được đá cao chân và không được dùng tay. Còn người chơi xung quanh gọi là người bắt lợn, không được dùng chân mà chỉ được dùng tay chạm vào người làm lợn. Ngoài niềm vui và tiếng cười đem lại từ trò chơi này, thì rèn luyện sức khỏe cũng là yếu tố quan trọng để thu hút người chơi. Chẳng vậy mà những lúc nông nhàn là thanh niên Lô Lô Chải lại hò reo tập trung chơi đá lợn. Phong tục của tôi là đi thanh minh ấy, là cũng có cá chơi, cũng chơi như thế. Là mỗi một cái gì tết chơi, bọn tôi đều chơi hết. Đôi lúc là đêm trăng tròn, 15 đêm trăng tròn ấy, bọn tôi cũng chơi. Thanh niên Lô Lô trong này là rất thích chơi trò này. Và trò này là dành cho anh thanh niên Lô Lô trong này chơi, gọi là một cái môn thể thao đấy ạ. Dạng như kiểu bây giờ mình gọi là một môn thể thao của mình. Vừa rèn luyện sức khỏe cho mình và vừa được cái này gọi là tạo ra gọi là trò chơi luôn. Anh Gai rất tự hào là người con của Lô Lô Chải. Ở đây chứa đựng nhiều tiếng cười và tình cảm thân thiện của bà con dành cho nhau. Ngoài ra, con người ở đây rất biết gìn giữ văn hóa truyền thống, đặc biệt là phụ nữ. Hiện nay, dân tộc Lô Lô là một trong số ít những dân tộc ít người còn giữ được trang phục nguyên gốc và sử dụng hàng ngày. Đây là trang phục truyền thống. Tất cả phụ nữ Lô Lô đều ăn mặc giống nhau như thế này. Họ đã tự may nó trong chính ngôi làng này. Để phân biệt giữa dân tộc này với dân tộc khác, người ta thường chủ yếu phân biệt từ trang phục của người phụ nữ. Và có thể nói, trang phục của người phụ nữ Lô Lô là một bộ trang phục đẹp, tạo nên vẻ đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam. Để chống chọi với cái lạnh giá, khắc nghiệt nơi đây, bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Lô Lô giống như một sự kết hợp hoàn hảo của sắc màu
với sắc đỏ của hoa chuối rừng, sắc xanh huyền ảo của rừng thiêng, màu vàng trầm tư của đất núi, điểm thêm chút sắc đen huyền bí để cấu thành. Bộ trang phục phụ nữ bao giờ cũng thể hiện sự kỳ công về màu sắc, chất liệu, kiểu dáng và cách tạo hoa văn. Phụ nữ Lô Lô tạo hoa văn bằng cách thêu tay và thêu từ mặt phải của tấm vải. Các đường thêu được tạo bởi chỉ len đủ màu sắc. Các hoa văn được thêu nhờ trí tưởng tượng chứ không phải theo mẫu tạo sẵn. Phụ nữ Lô Lô gửi ý nguyện và tâm tình riêng của mình vào những đường kim mũi chỉ uốn lượn khéo léo. Để tạo ra bộ trang phục truyền thống với bản sắc riêng, ngoài đôi bàn tay tài hoa, người Lô Lô đã kết hợp giữa ý tưởng sáng tạo, nghệ thuật trang trí lên những chiếc áo. Chào các chị. Vâng, hôm nay các cháu là các chị là thu thuộc à? Bây giờ các chị có phải là thường xuyên cái quả trang phục dân tộc của Lô Lô chứ? Có mà. Bây giờ chúng tôi mới là thường xuyên làm. Những người dưới thì cứ tự trông và làm. Vâng, thế thì một bộ thế này là thường là được bao nhiêu lâu thì được một bộ? Cái này thì từ tay thiêu thôi thì lo lắm, lo dài lắm ạ. Một năm hay là một năm dưới như thế này mới làm được một bộ. Thế thực sự là các chị có già cho mấy đứa trẻ không? Có mà, bởi vì thời gian này trẻ con cứ đi học và sau là thứ bảy chủ nhật thì ở nhà thì bố mẹ chị mẹ chỉ dạy cho con học thiêu, nhưng mà không thiêu thì sau này có cái nó không biết cái gì. Các chị ạ, đấy là cũng cố gắng làm cái này thì cho thô Lô Lô Mỹ là thô du lịch thì cũng khách rất là đông, và bằng khi mình làm cái này sau là tôi sẽ thu gom tất cả toàn bộ, là tôi sẽ hộ các chị tiêu thụ cho, sau là đây cũng là thu du lịch là họ sẽ đến đây họ sẽ mua, rồi họ sẽ làm quà cho người khác. Thì cái thứ nhất, thứ hai nên là cũng là thu nhập cho gia đình mình, và vừa là mình giữ được cái bản sắc dân tộc truyền thống của dân tộc Lô Lô mình. Trưởng thôn Sình Dỉ Gai tiếp tục dẫn chúng tôi đến nhà thầy cúng Sình Dỉ Trai để tìm hiểu về trống đồng và điệu múa ma cỏ của người Lô Lô trong lễ cúng tổ tiên. Anh Gai cho biết múa ma cỏ là một nét văn hóa rất đặc sắc mà chỉ người Lô Lô mới có. Gia đình mình chuẩn bị múa ma cỏ chứ anh? Sắp diễn ra rồi đấy. Sau khi thầy cúng làm lễ xong, mọi người cũng sắp hóa trang thành người rừng xong rồi. Theo anh Gai, vào mỗi dịp cúng tổ tiên, gia đình nào cũng phải chuẩn bị trước từ việc xem ngày, lau sạch trống đồng, và sau đó là hóa trang cho ba người đàn ông thành người rừng để tiến hành tiết mục múa ma cỏ tạ ơn tổ tiên sau khi lễ cúng kết thúc. Sở dĩ phải làm như vậy vì theo truyền thuyết, trước kia người Lô Lô không có quần áo để mặc, phải dùng các loại cây rừng thay cho quần áo. Bây giờ, trong mỗi dịp cúng tạ ơn tổ tiên, muốn mời tổ tiên về thì nhất định phải có ma cỏ để làm cầu nối. Khi làm lễ cúng tổ tiên, trống đồng là nhạc cụ không thể thiếu. Nếu không có thì phải cử người trong dòng họ đi mượn, bởi đây là bảo vật linh thiêng của cộng đồng. Luôn có đôi, chiếc trống đồng cái luôn là chiếc trống to, còn trống đực là chiếc trống nhỏ hơn. Đôi trống chỉ được đem ra đánh
khi có lễ hội lớn trong cộng đồng, dòng tộc như lễ làm ma khô, cúng tổ tiên, giải hạn, thờ thần bá. Tiếng trống đồng nổi lên cũng là lúc điệu múa ma cò trong lễ cúng tổ tiên bắt đầu được trình diễn. Theo nhịp trống đồng, bước chân của các chàng trai, cô gái lô lô khi thì tiến, lúc lại lùi, lúc lại nhún xuống nhịp nhàng. Tiết tấu của trống đồng quyết định sự thay đổi vũ đạo trong điệu múa. Theo quan niệm bắt buộc trong lễ cúng tổ tiên của người lô lô, những người hóa trang thành ma cò để nhảy múa không được ăn, nói, đi đứng không được vấp ngã. Vì như thế, năm đó sẽ tránh được điều xui xẻo đến gia đình. Có thể nói, tục thờ cúng tổ tiên của người Lô Lô là một truyền thống tốt đẹp, góp phần giáo dục con người luôn luôn ghi nhớ công lao khai đất, mở đá của các bậc tiền nhân, dặn dạy con cháu giữ lấy nếp nhà và tạo sự đoàn kết trong làng bản. Đây là nghi lễ mang tính linh thiêng, đậm chất nghệ thuật của riêng người Lô Lô, còn được lưu giữ và phát huy lâu dài. Năm 2012, lễ cúng tổ tiên của người Lô Lô đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản phi vật thể cấp quốc gia. Cái lễ cúng tổ tiên này gọi là ý nghĩa là nó sẽ mời này ba đời này, các cụ này, các ông này, các bà này, thế xóm đây sẽ là mình sẽ cúng cho nó sẽ bảo vệ cho gia đình họ hàng mình làm cái gì cũng phát tài, mình nuôi bò, nuôi lợn, nuôi gà, bất cứ nuôi gì cũng là nó sẽ phát triển tốt mà không có bị bệnh gì, mà nó sẽ bảo vệ cho con người mà đi đâu đấy cũng phải đảm bảo an toàn mà không có gì xảy ra. Lô Lô Chải là điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch cao nguyên đá Đồng Văn, nơi những người đam mê khám phá trải nghiệm có thể tìm hiểu và hòa với cuộc sống còn nguyên vẹn chất núi rừng của cộng đồng dân tộc Lô Lô. Để đáp ứng nhu cầu cần lưu trú của du khách, người dân Lô Lô Chải đã đầu tư về cơ sở vật chất và dựa vào các món ăn dân tộc để phục vụ nhu cầu ăn, nghỉ của du khách. Gia đình trưởng thôn Sình Dỉ Gai là một trong những hộ đi đầu về làm du lịch cộng đồng ở Lô Lô Chải được nhiều du khách biết đến. Với phương châm đàn phiên đi trước, anh Gai đã chú trọng phát triển kinh tế bằng dịch vụ homestay. Du khách lưu trú có thể cùng ăn, cùng ở và sinh hoạt cùng gia đình. Không chỉ phát triển mô hình của gia đình, anh Gai còn hướng dẫn bà con trong bản triển khai phát triển du lịch bằng văn hóa truyền thống, giúp nâng cao thu nhập cho mọi người. Qua đó, những nét đẹp của mảnh đất địa đầu Tổ quốc, phong tục truyền thống của người Lô Lô trên cao nguyên đá được quảng bá đi khắp mọi miền. Tôi đi rất nhiều nơi, trải nghiệm được rất nhiều văn hóa các vùng miền, các dân tộc thiểu số. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi đến với Lũng Cú, Đồng Văn, cao nguyên đá và gặp được dân tộc Lô Lô và họ rất là thân thiện. Tôi đã trải nghiệm rất nhiều thứ, ví dụ kiểu thức ăn và phong cảnh nơi rất đẹp, đặc biệt là khí hậu. Tôi nghĩ là tôi sẽ chắc chắn quay lại đây một lần nữa. Bằng sự cần cù chịu khó, những người con sống trên cao nguyên đá đã biết tận dụng tài nguyên đá, biến cái khó khăn trở thành lợi thế để phát triển. Phải đến cao nguyên đá Đồng Văn, chứng kiến cái cách mà bà con nơi đây sinh tồn mới thấy khâm phục sức sống dẻo dai, bám trụ trên đá. Và cái cách họ đối xử với đá, với văn hóa truyền thống là sự trân trọng đã ăn sâu vào tiềm thức. Thành quả đạt được đến ngày hôm nay là sự thay đổi một nếp nghĩ, một cách làm để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.